Anna đã thêm nhắm thêm đấy vậy. Vậy xưa khẩn mộc nhắm nó mấy đừng ốp. Ủa bà nó trọt là một chan vậy. Má ừ nhắm chan mất. Ở bà nhắm không? Mà sắp môi. Ừ, đã là thăm tự lệ chắc thế à. Mà nhắm cái đại ai chứ mà. Nhắm mùi quá. Có ai nhắm tự lệ chưa? Ừ? Đã không đi quýt nhầm thua ngồi đây không mau đấy hả đây lên đây đấy đây nhắm thằng nhớ mạnh trắng hồ nhầm ấy vậy ổn nhầm ấy nôm ấy nôm prot ấy nhầm nôm prot vậy còn bên đào mai đây nè thấy ớt nhầm ớt mùi đúng không đâu ừ nhầm toàn ớt mùi không nó lên trắng nhâm nôm ăn muối muối à chào ba mươi còn ăn chào chơi chơi nặng đôi chân nặng luôn mấy ăn đấy vậy, là ban ao lôi biển, ôi chẳng hà đâu vậy, thấy bao mắc cay luôn tôi lại on đây nhau, mày nhà mày mơ, mày mày nhà mày mơ này, nằm mà mà mà, nhắm không? Cái mọt chơi rồi chơi ngược lại nè chơi rồi nghiệp ấy ghê mau mau nghiệp lại chơi nữa lên phòng rồi nè lại chơi u đó đẹp thông thông biển quê quê chết cha nè nè đào mồm ổn ổn đâu ơi quê chân quá nè đào mồm ổn ổn hay nhắm hốc lại ông phụ coi kia mà bị ao xì xì mấy cái này nào bị ao xì xì mà vậy hả trên cái bàn phu hết bị ao trên cái bàn phu vậy hả ngồi bay nôm nè tham tư liệu mẹ nó mà xì tê xì ao hai cho lấy vô giờ lấy năm nụm của hai nhắm tờ lịa nhắm tờ lịa không cao
nhắm mông bên sân để ăn nhắm này mà nhắm con vẹo à. Mẹ. Tôi tặng ta đằng nào? Của cái tiền nhung nôn đấy nữa. Bao chọn mày. Đúng rồi nè. Có chứ. Xin mà nhà môi mơ vậy. Thì anh tự liệu tiếp đó. Sẽ đi khám một chút nào hả? Nghiêm tịch mơ môi tí bảy mà cho cram cho nhanh nó mày mày thử mơ thử nó với con tu.